Chào mừng các em đến với kênh Ami Channel. Hôm nay chị mở một hộp đồ chơi mới, đó là đồ chơi búp bê Lelia Fashion. Và hộp đồ chơi này chị Ami mới vừa mua được ở trong siêu thị với giá là 99.000 đồng. Là giá đã được giảm rồi đó các em. Ở bên hông hộp đồ chơi này thì có in một bộ đồ, hình của búp bê và hai đôi giày. Ở phía sau này thì in hình 6 cô nàng búp bê Lelia vô cùng dễ thương. Mới đầu thì chị rất thích cái bạn búp bê mặc váy trắng này nè các em, y như công chúa luôn. Nhưng mà lúc sau thì chị lại thích cái bạn búp bê cột tóc này hơn, bởi vì khuôn mặt rất là xinh và bộ váy thì cũng đẹp không kém. Ở bên hông này thì cũng in hình của hai bạn búp bê Lelia nè, quá là xinh luôn. Phía trên này thì có những chi tiết sản xuất để mình xem. Và không để các em đợi lâu nữa, chị sẽ bắt đầu mở cái hộp này ra để chúng ta nhìn rõ bạn búp bê hơn. Wow, bây giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ bạn búp bê rồi nè. Quá đẹp quá, nhưng mà vẫn còn nhiều dây cước ở đằng sau. Chúng ta sẽ dùng dao rọc giấy để cắt ra hết nha. Có một mái tóc rất là dài và có màu vàng vô cùng óng mượt. Chị Ami rất là thích những bạn búp bê có mái tóc dài. Chị rất là thích làm tóc cho búp bê, cho nên sau này hy vọng là chị sẽ làm được nhiều kiểu tóc đẹp cho bạn Lelia. Đây là khuôn mặt của bạn Lelia nè các em. Chân mày màu đỏ và có đôi mắt rất là to, mũi cao và miệng chúm chím. Bạn ấy đang mặc một bộ váy trắng và hoa hồng. Và váy này thì có hai lớp, một lớp von và một lớp vải ở bên trong. Lớp von thì có in hoa màu hồng rất là đẹp. Và một cái váy này thì có kiểu trễ vai, trông như một bạn công chúa luôn. Còn đây là đôi giày. Chị đã xem mấy bạn ở trong đó thì không bạn nào mang cái đôi giày như thế này hết. Cho nên thì bạn này cũng rất là đặc biệt đó. Đôi giày cao cổ. Giờ chị sẽ mở ra để xem nha. Wow, đôi giày của bạn ấy rất là xinh luôn. Màu sắc cũng rất là đẹp. Và chân thì là chân bằng nha các em. Vừa mang được giày cao gót mà vừa mang được giày bằng bình thường luôn. Chị sẽ gỡ cái váy này ra xem bên trong của bạn Lelia nhé. Bạn này thì sẽ không có khớp, mà chỉ có khớp ẩn thôi. Thì bên trong có một cái quần chip dễ thương quá. Và cái váy này các em rất là xinh đúng không nè. Và như công chúa luôn. Rồi đây là bạn Lelia của chúng ta. Không có mặc đồ, chị sẽ không gỡ cái quần chip này ra. Đây là đằng sau. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá các khớp của bạn ấy nha. Giống như là có một cọc kẽm ở bên trong vậy đó. Cái phần nhựa rất là mềm và rất là dễ sử dụng.
ở phần chân cũng vậy nè. Rất là dễ dàng để chúng ta bẻ cong. Đó. Và chúng ta bẻ lại bình thường. Chị nghĩ là các em đã rất quen thuộc với búp bê Lelia rồi đúng không? Tuy không có nhiều khớp như các loại búp bê khác, nhưng mà bạn này chơi cũng rất ổn. Và chị thích nhất là khuôn mặt rất là dễ thương. Mái tóc thì đẹp khỏi bàn rồi. Thôi bây giờ chúng mình mặc đồ lại cho bạn Lelia nha, để không mặc đồ như vậy kỳ lắm. Cái này mình có thể mặc hai kiểu nè các em. Chúng ta kéo lên trên luôn cũng được, mà mặc trễ vai cũng được luôn. Váy người ta may phồng lên rất là đẹp. Và chị cũng sẽ mang giày vào cho bạn búp bê Lelia luôn nhé. Đó, như vậy là hôm nay chị đã mở hộp được cho các em xem búp bê Lelia rồi. Và hy vọng sau này thì chị sẽ sử dụng búp bê này quay video nhiều hơn. Hẹn gặp lại các em trong những video sau. Còn bây giờ, chào tạm biệt.